Đăng ký. Tôi là học sinh. Rồi chị đăng ký thông tin bình thường, ghi đầy đủ họ tên em nha, em mới biết ai, em mới tới trường làm bài xong em mới biết đó là người nào thì em mới vô điểm được nha. Thông tin cá nhân, họ tên đầy đủ, lớp trường thì mình ghi đại khái đó. Lớp văn bằng 2 của mình nè, văn bằng 2 của mình là đang là 5C hả? 5C. Dạ, yeah, 5C. Dạ, trường Cửu Long nha. Ngày sinh, tỉnh, thông tin tài khoản, số điện thoại hoặc email. Số điện thoại hoặc email của mình á. Mật khẩu thì anh chị tự đặt. Mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Rồi anh chị bấm đăng ký, nó sẽ gửi vô cái email hoặc số điện thoại để nó làm các bước tiếp theo. Thì nào anh chị đăng nhập thành công á, thì anh chị quay lại cái trang. Chị đăng nhập chưa? Đăng nhập nhé, chọn tôi là học sinh nha. Mình chọn giáo viên nha. Mình đăng nhập cái gì, theo cái vai trò gì thì nó sẽ đăng nhập theo vai trò đó. Ví dụ em thì em đăng nhập bên giáo viên. Đăng nhập Gmail với mật khẩu của em. Cô ơi, vậy khi nào mình làm bài ấy cô? Nãy giờ em đã hạn yếu nên em không nghe khúc đó. Khi nào mình làm bài cô ơi? Trên cái file em có ghi rõ à, chỗ này nó có cái lớp học mà. Sẽ vô cái lớp học tương ứng của mình. Lớp của mình em chưa có tạo, bạn chưa có kiểm, em chưa tạo. Tại khái bây giờ em vô lớp lớp của là tại từ xa môn đọc 3 đi. Khóa 2 của đọc 3 thì anh chị sẽ ra được cái lớp học. Chị vô bài tập và nó có cái bài kiểm tra mình nhấp vô mình làm. Bên cái góc bên đây á, thì nó sẽ có cái ghi cụ thể cho mình, ghi cụ thể cho mình những cái thông tin liên quan tới cái bài bài kiểm. Số lần làm bài là 1, loại hình là trắc nghiệm. Ở đây nó ghi chỉ trắc nghiệm thôi, nhưng mà em có tự luận chấm nữa nha. Cho nên là em sẽ ghi trong cái hướng dẫn là nhập đáp án, nhập đáp án chứ không có chọn trắc nghiệm nha. Nhập đáp án, em có ghi trong cái file Word đó là nhập đáp án cho từng câu. Rồi cái ngày tạo thì thôi mình không có quan tâm. Ngày bắt đầu, bắt đầu là lúc mấy giờ mấy phút, thời lượng là bao nhiêu phút. Hạn chót là ngày mấy thì mình sẽ được làm trong cái giới hạn từ ngày mấy tới ngày mấy. Anh chị muốn làm ngày nào cũng được, nhưng mà thường là em để là thường là một ngày hoặc hai ngày chứ em không có để nhiều. Rồi xong rồi á, trong nguyên cái ngày đó thì anh chị muốn làm thời gian nào cũng được, nhưng mà khi mà mình đã nhắc vào làm á thì nó sẽ bắt đầu tính giờ. Bài kiểm này là 60 phút, nhưng mà em để trong này là 90 phút, em trừ hao rồi. Trừ hao khoảng nhiêu đi rồi. Còn khi đi thi thì các anh chị cũng vậy đó. Anh chị kiểm tra online, anh chị thi online anh chị biết ha. À, ví dụ mình 60 phút thì thường trường sẽ để cho mình cũng một khoảng thời gian nào đó để gặp sự cố mình xử lý. Rồi hết thời gian thì nó sẽ tự thu. Nghĩa là trong cái ngày đó mình muốn làm giờ nào cũng được, nhưng mà khi mình bắt đầu làm, mình đã chọn làm rồi thì anh chị cố gắng mà hoàn thành cái bài đó, hoàn thành bài đó trong cái thời gian quy định ha. Rồi mình sẽ nhấn lập bài thì bên đây nó sẽ lưu. Ví dụ như cái bài này là của em là 38/38 thì em sẽ nhấp vô đây rồi em xuất dữ liệu ra cho mọi người. Cái này là một phần chấm máy, một phần chấm tay. Nó sẽ ghi rõ là người nào làm, điểm số, thời lượng, ngày nộp, mấy giờ, có rời khỏi hay không, có quá thời gian quy định không. Ví dụ em quy định 60 phút mà quá thời gian, nhưng mà thường là em ít có tính cái phần đó. Tại vì kiểu sao có bài là ok thì sẽ chấm. Ngoài cái điểm này các anh chị nhìn thấy thì sẽ chấm cái điểm thủ công, tức là tại chị chấm máy á, thì trên máy là nó bắt buộc phải chính xác từng cái phần, từng dấu
nên là em phải chấm lại. Ví dụ như em đọc lướt qua bài đó có những cái câu họ vẫn đúng thì em sẽ chấm lại và em cộng thêm cái vô cái điểm này, rồi em sẽ tính quá trình thì học. Và đợt rồi là lớp mình tính quá trình đó là 20% có tương tác lớp và 80% anh chị không có tương tác, cho nên là cái điểm nó có thể thay đổi nha anh chị. Cái điểm kiểm tra rồi em sẽ lấy cái điểm kiểm tra đó em nhân tùy theo cái người em ghi chú ở trong này, em ghi chú ở buổi. Là cái chi tiết là cái chấm bài em, cái phần này là xuất dữ liệu thì em sẽ sau khi chấm xong đầy đủ em gửi cho mọi người xem, thì trong đó có cái bài của mình làm với lại là cái đáp án, thì mình thấy ví dụ điểm vậy là không hợp lý thì mình có thể đối chiếu mình tự chấm mình rồi xong mình phản hồi lại cho em. Này là chi tiết của cái bài làm của cái anh này, nó sẽ có cái điểm lên đây. Này, ví dụ như anh làm mấy cái xanh xanh này đúng rồi ha, cái câu này đi. Who will write more child products for consumer improving the life of people? Hay những cái phần đó đó này nè, thì là lý thuyết. Mình nhập lý thuyết. Mình trả lời giống như mình viết trên giấy vậy đó, nhưng mà nó chỉ khác cái này ở trên máy ha. Nè, ví dụ như cái này đi, ảnh kể là ba cái loại bệnh. Ba cái loại bệnh ha, malaria gì đó. Sốt rét bệnh này kia. Rồi nghe đến như phế vơ sốt sốt rét sốt xuất huyết bệnh viêm sáng. Ở đây chữ e nó ghi thành chữ ờ. Rồi bên đây mấy cái nhỏ nhỏ này thì tùy theo trường hợp em sẽ trừ hoặc không trừ. Rồi như cái một số cái câu trả lời này nó không phải giống chính xác, như cái câu này đi. Câu 37 này là because it cannot easily transport, thì các anh chị nhìn qua đây là nó thấy nó giống cái câu này nè, chỉ khác là bên đây nó dùng because còn em không dùng thôi, thì em vẫn sẽ chấm cái câu này nó đúng, em sẽ cộng lên cái điểm ở trên này, tiếp tục cộng lên cộng cho đủ cái số điểm đó. Còn nếu mà nó sai nhiều quá hoặc là có một số trường hợp trong bài đọc tiểu mà tự nhiên cái em đặt có một câu hỏi mà mình chép nguyên một cái đoạn văn là em không chắc là mình không có cái kỹ năng đọc, mình chỉ copy nguyên đoạn văn qua mình không hiểu là không có chắc. Là chị có hỏi gì nữa không? Chúc cô cho cái tài liệu cô dạng hồi nãy á cô. Dạ em sẽ gửi chứ, Dạ tôi dạ đã dạ. tập đó, tài liệu em không có gì phải gái, em gửi mọi người tham khảo. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Chị đừng lo, ở đây tôi có nhiều lớp làm rồi cho nên mình cũng đừng có lo lắng. Ngôn ngữ pháp em cũng để trên này, chỉ có môn viết là em chưa làm được thôi, tại nó bắt mua tài khoản bắt mua tài khoản thì nó mới ấy lên đây, mà mấy cái này nó free, cái này nó giới hạn thời gian làm như anh chị, cho nên là mình quyết định làm trong cái thời hạn đó thì mình phải sắp xếp công việc nha anh chị. Thường là em để khoảng 1-2 ngày từ buổi sáng cho tới khuya, anh chị thấy cái nào phù hợp thì anh chị sắp xếp. À, em sẽ báo trước tầm khoảng 2-3 ngày. Có nhiều đề hả cô? Dạ. Anh muốn nhiều đề cũng được đó. Không không. Hỏi cô biết chứ đâu Dạ. muốn nhiều đề. Chưa Dạ. có nhu Dạ. cầu hả? Hỏi biết. Dạ. Hỏi để biết hả? Con có ngủ nào không nữa, con thật sự không một đêm là mệt rồi mà chơi hai mấy đêm là chết luôn. Con mà có ngủ nào không, thật sự không không mình không có gì đâu, chỉ đang đọc mà không chỉ đang đọc á, thì nếu mà ô mà em không biết thì cũng vậy thôi, chỉ đang đọc á mình đọc.
hiểu mà. Học chứ nghe tới thi rồi ngán lắm cô. Cô vậy chứ ngán lắm cô ơi. Trời ơi. Cảm ơn cô.